ăn qua với công ty sản xuất đấy nhá. Cái công ty sản xuất này thì nó là buôn bán về cây xanh đấy, thì bao gồm là bán cây cảnh với cái này, bán chậu này, bán cây cảnh này, là thi công công trình, ví dụ như là thi công tiểu cảnh này, trồng cây này. Ngoài ra thì nó cũng có cái thêm cả cái dịch vụ nữa, đó là hàng tháng cứ dịch vụ chăm sóc khuôn viên cho một số khách hàng nữa đấy. Ngoài ra nó còn cung cấp cả dịch vụ trồng cây nữa, thì cái dịch vụ đấy là toàn nhân công thôi. Em đang bị mắc ở cái chỗ đấy đấy. Thế thì không được rồi. Thế thế này nhá, chị bảo này này, cái công ty này ấy, nó là khá nhiều vấn đề, có nghĩa nó vừa em nói là vừa mua và bán này, đúng không? Rồi có nghĩa là thu mua của dân xong rồi bán, đúng không? Vâng. Rồi như vâng, em thu mua của hộ dân, em làm cả bán kê thu mua của hộ dân, xong là em về em bán đấy. Còn là ví dụ thường thì em xuất hóa đơn cây ra, em xuất bán hàng hóa đơn cây ra đấy, thì chỉ có 5% thôi. Nhưng mà nếu như mà cái đơn vị tính của nó là chậu, ví dụ như là chậu kia kim tiền hoặc là chậu hoa đồng tiền chẳng hạn, thì những cái đấy thì em sẽ tính là sản xuất. Đấy thì em sẽ tính cái thành phẩm của em sẽ là thành phẩm chậu cây kim tiền chẳng hạn đấy. Chậu cây thì là đúng rồi, chậu cây ấy, thì là mình sẽ phải trồng ra, xong rồi kiểu mình có đất rồi có chậu ấy, thì có cây thì nó thành phẩm là đúng rồi. Thế còn cái mà em bán cây, bán cây xong ấy, thì là nó là thương mại rồi. Là đây là công ty đấy em đang sở với chị xem đấy, đúng không? Nhất chị. Đúng không? Đấy. Thì những cái thành phẩm chậu ấy thì em làm được rồi. Hiện tại em đang mắc là những cái hàng tháng này bên công ty em có xuất những cái dịch vụ chăm sóc công viên. Chăm sóc công viên. Đấy, thì thực ra thì cái đấy em đang xử lý như thế này này. Nó chăm sóc cây thì em đang xử lý là em cũng cho nó vào là thành phẩm. Thì em sẽ hàng tháng thì em sẽ xuất phân tơ dừa mới tấu vào để em tạo ra một thành phẩm. Thì em nghĩ như thế cũng ok đúng không chị? Thế là không, chăm sóc cây em đưa vào dịch vụ cho chị. Em đưa vào dịch vụ và cái cây của em ấy nó là hàng hóa, em xuất cái hàng hóa đấy vào mã dịch vụ. Tức là ở trong cái công ty này thực chất mà nói là nó đã hình thành ra là nó là khá tổng quan đấy. Chị phân tích vấn đề cho em nhé. Thì là em học cái công ty cây này là em cũng sẽ hiểu được cả cách tính giá thành của thằng công trình kia. Đấy. Tuy nhiên là bên sau đó em cứ học cái công ty cây này xong ấy, rồi mình sẽ lấy cái chứng từ của bên chị ấy thực hành một lần nữa về xây dựng ấy, cho em nắm chắc vấn đề của cả công ty xây dựng. Theo bây giờ cách học của chị này, chị sẽ dạy cho em trọn vẹn cái công ty này ấy để em làm. Thì trong đầu của em đã hình thành ra được một cái khối lượng kiến thức rất là tổng hợp rồi. Tổng hợp ở đây có nghĩa là gì? Vừa doanh thu của thương mại, cái đấy nó đơn giản thôi nhưng mình vẫn phải làm. Vừa doanh thu của thành phẩm, vừa doanh thu của dịch vụ. Nhưng chị nhấn mạnh ở đây là giống như hôm chị phân tích cho em ấy, là em ghép hai công ty vào một, nhưng mà vì em ghép trong trường hợp là em học để em vận dụng vào cái cách làm chung chung ấy thì em ghép được. Nhưng đằng này em đã có hai công ty cụ thể như thế này rồi thì ta không ghép, mà ta sẽ đi học cái công ty này hoàn chỉnh. Chị sẽ dạy cho em một năm 2017, dạy hạch toán lên báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính luôn, đi sâu luôn, chứ không phải là chỉ lên xong là xong. Phân tích mình phải hiểu được mối quan hệ của các tài khoản với nhau, tỉ trọng giữa các tài khoản với nhau, đúng chưa? Để sao cho sau này thuế họ không bắt bẻ em. Bởi vì bây giờ nếu như em lên một cái báo cáo tài chính mà các cái vấn đề tỉ trọng của nó ấy, giữa các tài khoản ấy không ổn, kiểu gì thuế cũng bắt em giải trình. Đó, chứ không phải chỉ nó là cân thôi nhá. Cân đối rồi, ok mọi vấn đề rồi, nhưng mà nó lại còn có cái vấn đề là nó không ổn về cái cách mà cân giữa các tài khoản với nhau ấy, thì đương nhiên là em cũng sẽ bị gọi cơ quan thuế gọi điện lên ấy, gửi công văn về để phải giải trình. Thế thì tóm lại là cái công ty của em nó có 3 mảng, một là doanh thu thương mại, hai là doanh thu thành phẩm, ba là doanh thu dịch vụ. Em hiểu chưa? Vậy thì tạo hình thành ra giá vốn sẽ là 3 giá vốn đấy. Có nghĩa là trong xây dựng, tại sao xây dựng em cũng sẽ làm được? Bởi vì cái dịch vụ kia cũng là tính giá thành công trình ở trong phần mềm MISA. Thì sau này, sau khi em học xong cái này rồi, bên chị sẽ cấp cho em một cái giáo trình về xây dựng nữa. Đó. Em sẽ nghe và làm theo, có gì không hiểu em hỏi chị ấy. Chị sẽ tư vấn cho em, thế là em cũng hiểu được cả xây dựng này, hiểu được một công ty vừa tổng hợp luôn, 3 mạng này. Hiểu chưa? Thương mại, sản xuất và dịch vụ tính giá thành. Cái dịch vụ đấy mở ngoặc nó tương tự như là xây dựng. Xây dựng nó chỉ khác một cái là có thêm dự toán thôi. Nghe nhá, dự toán, bóc chi phí dự toán, phần đó chị dạy thêm. Như thế là em tổng hợp được toàn bộ kiến thức luôn. Mà thời gian của em lại là rất là ok ấy. Không phải lan man, hiểu không? Đấy. Hiện tại là cái giá thành của em đang bị sai rồi.
em nhìn ra mà. Rồi. Đấy, thì hiện tại là cái dịch vụ chăm sóc khuôn viên đấy thì em vẫn đang cho nó là một cái thành phẩm, và em phân đất màu và phân hàng tháng để tạo thành một cái thành phẩm chăm sóc khuôn viên. Không đúng. Cái này nó đâu phải thành phẩm đâu, đó là dịch vụ đấy. Tức là cách làm thì có nghĩa là cái hình thành kiến thức thì cũng là hòm hòm, nhưng mà đang sai, em hiểu không? Hòm hòm nhưng mà đang sai. Bây giờ em làm thế này chị. Thế thì bây giờ ở đây về giá vốn em tách rồi, nhưng tuy nhiên này, bây giờ em ghi cho chị này. Vì em đang dùng thông tư 133, em ghi đi. Ừ, cho nên là tất cả nó sẽ đình khoản vào 154, em ghi. Do đó tất cả các khoản chi phí đều đình khoản vào 154. Mà không tách ra được 1541, 1542 như là của mềm phát đâu. Đấy nhá. Mà tất cả đều phải căn cứ vào khoản mục chi phí. Vậy muốn hiểu được khoản mục chi phí thì em vào danh mục. Đây. Khoản mục chi phí đây. Chị thấy em vẫn chọn khoản mục chi phí đấy. Nhưng mà em đang làm chưa đúng ở chỗ thế này. Bây giờ em tách cho chị là nguyên vật liệu, thêm cho chị một cái. Nguyên vật liệu trực tiếp chấm cho thành phẩm nhá. Cái này ấy chủ yếu của em là bán nhiều hơn hay là cái chăm sóc khuôn viên đấy nhiều hơn? Cái năm 2017 thì của em thì cái đi không, thực ra là cái chăm sóc khuôn viên thì em phải nói rõ hơn thế này. Cái chăm sóc khuôn viên thì hàng tháng em cứ có một số tiền cố định, có nghĩa là em chỉ có 5 triệu này, hàng tháng thì có 5 triệu và 5,5 triệu ở thuế thôi. Nhưng mà trong năm 2017 thì em phát sinh rất là nhiều cái hóa đơn về trồng cây, dịch vụ trồng cây ấy chị, cực kỳ nhiều luôn. Rồi, và cái số lượng lớn thì cái đấy thì họ chỉ là mà trên hóa đơn đổ ra đấy, là cái toán cũ còn ghi rõ là phần nhân công nữa. Công ý của chị ở đây là bây giờ chị nhìn thấy là cái nào nhiều hơn để chị tách cái khoản mục chi phí đó. Bởi vì để em phải, đương nhiên em khi chị tách ra là toàn bộ những cái hạch toán của em ấy nó đẩy hết về cái mà chị tách. Tức là chị sẽ ưu tiên cái nào nhiều hơn thì chị sẽ tách nó trước ấy em, để tí nữa em sửa về cái thứ hai nó dễ hơn, hiểu không? Có nghĩa như năm 2017 này thì là cái về dịch vụ sẽ nhiều hơn rồi. Dịch vụ nhớ hơn đúng không? Rồi ok, thế thì chị sẽ khoan đây. Chị sẽ tạo là nguyên vật liệu trực tiếp. Bởi vì em hình thành ra hai loại giá thành song song ở trên phần mềm nhá. Thì chị tách cái này trước. Thì phần mềm nó bảo là tất cả sẽ đổ hết về cái giá thành dịch vụ này. Tại vì mình đã có phát sinh rồi, em hiểu không? Tất cả, tí nữa vào tất rồi. Bây giờ em tách nốt cho chị, tách nốt cho chị những cái phần, ví dụ như là nguyên vật liệu thì tách ra nguyên vật liệu cho thành phẩm, nguyên vật liệu cho dịch vụ này, nhân công trực tiếp ấy nhá, cũng tách là nhân công trực tiếp cho thành phẩm cho dịch vụ này, những ưu tiên dịch vụ trước này, hạch toán là phải tách ra, em hiểu không? Thế sau mà bắt đầu trong cái phần máy thi công này em bỏ qua này, bên em không liên quan nhá. Trong sản xuất chung này thì có này, sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất này, cái này cũng sẽ tách ra. Bởi vì trong cái chi phí đầu vào của chị ấy, chị cũng sẽ dạy em phân bổ 30% cho vào bên sản xuất, 30% cho vào bên dịch vụ mà của dịch vụ trồng cây, em hiểu chưa? Như vậy là trong cái sản xuất chung này nó sẽ có, Misa đã tách ra cho mình tất cả các khoản mục chi phí nhỏ, nhưng mà chị hay ưu tiên làm những cái như là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất, cái này công ty nào cũng có hết, thấy chưa? Sản xuất chung chấm khấu hao, cái này công ty nào cũng có hết, và sản xuất chung chấm MN ấy, công ty nào cũng có đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ tách cho chị là nhân công này, sản xuất chung này và nguyên vật liệu, hiểu chưa? Tách đi xong rồi chị hướng dẫn sửa nhá, đang bị sai. Sửa đi xong rồi nào chị sẽ dạy phần hình thành phần tính giá thành để cho thấy cho nó đúng cái loại hình doanh nghiệp của bên em. Rồi bây giờ sửa nào. Thế em ở đâu? Ở Quảng Ninh à? À Quảng Ninh này, cái dịch vụ bán cây này, cây xanh này rất là nhiều đấy nhá. Chị thấy nhiều. Quảng Ninh học chị bên chị. Em thấy ở Nam Định. Ở Nam Định cũng nhiều. Quảng Ninh. Em mang máy công ty cây xanh Ninh Mộc này, em cũng nhận thêm một công ty cây xanh nữa, nhưng mà cái công ty đấy thì nó mới mở. Và nó là một cái quan của Nam Định. Cho nên là nó ít nhiệm vụ đó. Đấy. Nói chung là công ty cây xanh. Em bảo là tôi đặt nào, kiểu gì mình cũng phải lăn lộn lên cái nghề trồng cây thì tôi làm. Thực ra là không phải là cái nghề trồng cây đâu, lăn lộn cái nghề trồng cây, mà đây là cái nghề kế toán của mình.
mình tổng hợp một kiến thức, kể cả em không đi nhận cái công ty về trồng cây mà em có thể làm xây dựng, em có làm sản xuất ấy, nên em có một cái kiến thức rất là tốt ấy chứ.